đã quay trở lại với Channel. Hiện tại thì Channel lại tiếp tục có mặt tại sự kiện offline Huawei trải nghiệm chiếc Huawei Nova 3i và Nova 3. Ngày hôm nay thì mình đã sắm cho mình một chiếc áo sơ mi màu xanh mặt ngoài để cùng màu với em nó. Tuy nhiên thì không có màu tím đằng sau. Nhưng mà ngày hôm nay thì đã có rất nhiều những bạn trẻ đến với buổi trải nghiệm ngày hôm nay và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe cảm nhận của họ về hai sản phẩm mới của Huawei nhá. Anh để cho chia sẻ một chút về cảm nhận sau khi trải nghiệm chiếc Huawei Nova 3i. Nó đẹp, sờ thích, gọi là mân mê chắc chắn. Nói chung là nó rất là đẹp. Thiết kế thì bề ngoài thì cầm khá là nhỏ gọn, vừa tay, nếu mà như con gái bọn em vừa tay ạ. Màu sắc thì cũng đẹp ạ. Đầu tiên nói về thiết kế thì con này quá đẹp rồi. Cái màu này quá đẹp luôn. Cam sau, cam trước, vị trí để hợp lý. Bây giờ có tai thỏ nữa, viền sàn màn hình. Mình cá nhân mình cầm con này thấy lúc ấy bạn là hơi to nhưng mà cầm con này khá là vừa tay. Đẹp. Và mình khá thích cái hiệu ứng cái tai thỏ này. Thực sự là cái màu này nó đẹp hơn của Nova 3e là thiết kế tai thỏ của em nhìn đây thì nó không có bị vướng. Nhìn nó không bị xấu quá và thực sự là với trải nghiệm camera thì nó không phải. Em thấy nó còn đẹp hơn cả chiếc Note 8 đang dùng. Thế có bạn nữ đấy sao? Với con gái thì về đầu tiên về thiết kế thì em thấy thế nào? Dạ em thấy cái thiết kế này rất là đẹp, em rất thích cái màu sắc này của cái Nova 3i này. Chuyển có chế độ chuyển màu xanh tím, em rất là thích cái màu tím này. Nó khá đặc biệt, nhìn rất là sang ấy. Rất là vừa tay ạ, rất là mỏng và em rất là thích chiếc này. Okay, thế với camera selfie thì sao, con gái thì hay sống ảo hơn rồi? Em thấy là rất là sắc nét luôn. Đẹp ạ. Cái cam của nó khá là tuyệt vời. Nghĩa là cam trước thì chụp ảnh khá là đẹp. Rộng, ngoài ra có gió phông. Camera thì rất là đẹp, chụp sắc nét. Mình rất là thích. Thế bây giờ nếu như mà bạn có tiền, mình ricky thì mình không tiêu thốn kinh tế đi, thì bạn có lựa chọn một chiếc máy này không? Có. À có. Nếu mà ricky thì mình sẽ mua một con ngon hơn con này. Nhưng mà cá nhân nếu mà trong tầm giá khoảng từ 7 đến 8 triệu nghĩ là mình sẽ chọn con này. Con này rất là đẹp, rất là thích con này. Chắc chắn là có rồi ạ. Em cũng đang có ý định mua điện thoại và đây sẽ là một cái lựa chọn đấy. Chắc cũng phải mua chứ nhở? Bởi vì bên mình đang dùng iPhone X nhưng mình vẫn cần một chiếc máy phụ. Bởi vì iPhone X cam trước đôi khi chụp nó không được đẹp, nó không được ảo diệu ấy. Thế nên là mình muốn một chiếc điện thoại phụ có camera tốt, thiết kế đẹp, kiểu khi nào mình rơi điện thoại phụ lên nó vẫn đẹp, nó vẫn chụp ảnh xịn. Thì mình nghĩ là mình sẽ lựa chọn Huawei Nova 3i để làm một chiếc máy backup rất là hợp lý. Ok, như vậy là offline trải nghiệm chiếc Huawei Nova 3i và Nova 3 của Exynos cùng với Huawei đã hoàn thành. Và các bạn thấy rằng là có rất nhiều những bạn trẻ ngoài đến đây. Đó. Và các bạn cũng đã nhận được những phần quà rồi, cũng như là đã có những trải nghiệm cơ bản đầu tiên về hai sản phẩm mới của Huawei. Thế còn các bạn thì sao? Các bạn đã có cơ hội được trải nghiệm chưa? Đừng quên comment cảm nhận của các bạn phía dưới clip này nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Mình đi vui đây.